Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đường lối chính trị của Việt Nam sẽ vô định sau khi cựu Tổng Bí Thư ra đi. Ngày 19 tháng 7, blog Trần Đông A trên VOA tiếng Việt bình luận, sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định. Theo đó, tác giả nhận định trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn hậu Nguyễn Phú Trọng tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu. Tác giả nêu lên điểm bất định đầu tiên. Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là cái lò nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Giới phân tích cũng nói nhiều về sự toàn thắng của tân chủ tịch nước Tô Lâm, nhưng rất ít ai có thể đưa ra lời dự báo. Liệu Tô Lâm sẽ hạ nhiệt cái lò bát quái đang cháy hay sẽ tiếp tục săn lùng thêm những bầy sâu bự nhằm dẹp nốt mọi mầm mống chống đối trên con đường tiến lên ghế Tổng Bí Thư? Hơn nữa, rất có thể Tô Lâm sẽ nhất thể hóa luôn hai chiếc ghế Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước. Những câu hỏi ấy đều quá sớm để đưa ra câu trả lời. Hình ảnh bài trên blog Trần Đông A, VOA. Bất định thứ hai, theo tác giả, chưa kể chắc chắn một giai đoạn lịch sử mới đang ló dạng. Tin tức về lễ quốc tang, về việc ông Trọng được tặng huân chương sao vàng và việc Bộ Chính trị phân công ông Tô Lâm chủ trì công việc của đảng. Tuy có gây xúc động, nhưng vẫn cho thấy sức khỏe của ông Trọng từ lâu đã không còn là bí mật quốc gia. Cho đến nay, những sự kiện trên cũng chỉ thu hút sự quan tâm của một bộ phận dân chúng và xã hội. Tác giả nêu điểm bất định thứ ba, đó là tại sao đảng không tuân thủ theo các nguyên tắc của điều lệ, cứ thường trực ban bí thư thay thế đảng trưởng để điều hành hoạt động của ban chấp hành trung ương, ít nhất cho đến khi có cuộc họp của trung ương. Liệu tất cả sẽ quy phục tân chủ tịch nước trong một sớm một chiều? Tác giả hoài nghi về đường lối đối nội đối ngoại tới đây của tân tổng bí thư. Ông nhắc lại sự kiện sáng ngày 10 tháng 1 khi Tô Lâm tiếp đón Trần Tư Nguyên, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Trong buổi tiếp kiến đó, ông Tô Lâm đề nghị tăng cường trao đổi về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan chủ nghĩa xã hội, đảng cầm quyền, cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý. Đối với Tô Đại tướng, kịch bản là đã hổ diệt ruồi, sao chép từ Tập Cận Bình có thể vẫn chưa đủ. Có chăng tân chủ tịch nước ngay từ bấy giờ muốn có một bản sao hoàn thiện hơn về đường hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội? Bất định thứ năm, theo Trần Đông A, là làn sóng phản ứng quốc tế đối với sự lên ngôi của Tô Lâm, cả về mặt đảng lẫn chính quyền, trong dịp tân chủ tịch nước nhậm chức. Hầu như rất ít các nguyên thủ quốc gia thế giới gửi điện chúc mừng. Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả dẫn một nguồn tin nội bộ cho biết Bộ Chính trị có kế hoạch sẽ tổ chức một đại tang hoành tráng với sự có mặt của các quan khách quốc tế hay ít ra có đại diện của đoàn ngoại giao tham dự. Nhưng các thăm dò qua đường ngoại giao cho thấy sự chấp nhận lời mời tới Hà Nội dự quốc tang không mấy thuận lợi. Chưa rõ quyết định sau cùng của lãnh đạo Ba Đình sẽ như thế nào. Nếu một quốc tang mà chỉ có đại diện của Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên cùng với Lào và Campuchia tham dự thì quả bất mặt. Tác giả cho hay, giấc mơ chết trên ngai vàng của Tổng Trọng đã thành hiện thực. Tuy nhiên, các kế hoạch khác của ông chuẩn bị để ngồi lại nhiệm kỳ thứ tư đang bị dang dở. Di sản của ông để lại còn hàng loạt các vấn đề cho hệ thống chính trị Việt Nam mà ai kế vị ông cũng phải giải quyết. Câu hỏi đặt ra là đời sau sẽ nhớ những gì về ông Nguyễn Phú Trọng. Tác giả dẫn ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, di sản của ông Trọng là một người tham quyền cố vị, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, còn công cuộc đốt lò là hoàn toàn thất bại. Những di sản về đối ngoại thì chẳng phải của ông, đó là quyết định tập thể. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Đường lối chính trị của Việt Nam sẽ vô định sau khi cựu Tổng Bí Thư ra đi. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh muốn gia tăng trấn áp tự do ngôn luận. Ngày 18 tháng 7, AFA Tiếng Việt có bài bình luận yêu cầu định danh tài khoản mạng xã hội mới được bình luận là trấn áp tự do ngôn luận. AFA dẫn báo Nhà nước cho hay, trong cuộc họp của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 7, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông thành phố, đề nghị cần có quy định tài khoản mạng xã hội được định danh mới được bình luận khi trả lời đại biểu về giải pháp xử lý tin giả xấu độc trên mạng. Hình ảnh bài trên AFA. Theo đó, chủ sở hữu tài khoản mạng xã hội sẽ phải cung cấp thông tin của bản thân như
tên thật, số điện thoại, địa chỉ email hoặc giấy tờ tùy thân nhằm chứng minh danh tính của mình. Theo AFA, Báo Thanh Niên dẫn lời một số người dùng bày tỏ sự ủng hộ về đề xuất này của ông Thắng trong việc góp phần xây dựng môi trường mạng xã hội văn minh, ứng xử phù hợp với thuần phong mỹ tục, quy định của pháp luật. Bài báo trích dẫn ý kiến của hai công dân thành phố nói rằng việc yêu cầu định danh cá nhân sẽ giảm đi tình trạng tài khoản có nội dung độc hại, lừa đảo người dùng, cũng như hạn chế việc công kích cá nhân trên mạng xã hội. Tuy nhiên, AFA dẫn ý kiến của một giảng viên kỳ cựu của Đại học Kinh tế Quốc dân ở Hà Nội cho rằng chỉ với quyền lực của an ninh Việt Nam hiện nay, họ có thể yêu cầu các ngân hàng thương mại cung cấp thông tin, giải quyết được nạn lừa đảo trực tuyến. Nhưng theo ông, thì vấn nạn này vẫn đang tràn lan và an ninh Việt Nam không quyết tâm ngăn chặn. Và mục đích duy nhất của đề nghị này là đàn áp tự do ngôn luận. AFA dẫn nhận định của cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga, người bị kết án 5 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì nhiều bài viết về tự do và dân chủ trên mạng Facebook, cho rằng việc bắt người dùng mạng xã hội phải định danh thì sẽ hạn chế quyền tự do ngôn luận, nhất là trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay, nhà cầm quyền Việt Nam hầu như đang làm mọi cách để hạn chế tiếng nói của những người bất đồng quan điểm. Có lẽ mục đích lớn nhất là nhằm vào những người bất đồng chính kiến như thế. AFA nhắc lại, báo Tuổi Trẻ Online ngày 19 tháng 12 năm 2023 trích dẫn báo cáo tổng kết an ninh mạng Việt Nam năm 2023 do công ty an ninh mạng NCS công bố, nói rằng tình trạng lộ lọt dữ liệu của người dùng tại Việt Nam đã ở mức báo động. Chỉ cần bỏ ra vài nghìn đồng là có thể có được dữ liệu cá nhân của một người thông qua số điện thoại liên lạc, hình ảnh người dùng mạng xã hội. Công ty an ninh mạng NCS đưa ra nguyên nhân chính dẫn đến việc dữ liệu tại Việt Nam bị lọt vào tay kẻ xấu, đó là các hệ thống thu thập, lưu trữ thông tin người dùng, nhưng không đảm bảo an ninh, từ đó bị tin tặc, hacker, xâm nhập và lấy cắp dữ liệu, hoặc bị nhân viên chủ động bán ra ngoài để thu lợi bất chính. AFA dẫn quan điểm của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Viết Dũng cho rằng, số đông dân chúng hàng ngày phải đối mặt với vấn nạn trực tuyến như tin rác, lừa đảo trực tuyến, bạo lực, dụ dỗ tình dục. Nhưng nhà nước chưa có một cơ chế hay chính sách nào để bảo vệ họ, ông Dũng cho rằng. Về mặt kỹ thuật thì đề nghị này hoàn toàn khả thi đối với các nền tảng được phát triển bởi Việt Nam, chẳng hạn như Zalo. Còn với các công ty công nghệ của nước ngoài như X, Google hay Meta, thì họ luôn có chính sách riêng của họ, dù vẫn phải lắng nghe kiến nghị xử lý thông tin liên tục đến từ nhà cầm quyền Việt Nam. Theo ông Dũng, an toàn thông tin cá nhân của mỗi người dùng mạng xã hội phụ thuộc vào sự bảo mật và chính sách của nền tảng họ dùng, chứ không phải cứ cung cấp thông tin cá nhân cho công ty là người dùng sẽ mất an toàn thông tin. Ví dụ như Facebook cũng thường đòi xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân khi có khiếu nại. Còn theo vị giảng viên đại học ở Hà Nội, nếu thực hiện được kế hoạch định danh thì nhà nước độc đảng ở Việt Nam sẽ bất lợi vì đội ngũ dư luận viên sẽ không còn cơ hội để lập các tài khoản giả để đi bình luận nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh muốn gia tăng trấn áp tự do ngôn luận. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.